Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn là mặt nạ xóa nếp nhăn và các đốm đầu mồi. Bạn ở tuổi 60 mà cảm giác như 30. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng là một muỗng canh gheo lô hội. Tiếp theo là một muỗng cà phê baking soda. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều hỗn hợp này lại với nhau nhé. Như vậy là được rồi nè các bạn. Mình sẽ thoa cái hỗn hợp này lên mặt, cổ, ngực và tay. Và các bạn sẽ thoa bằng cái miếng bông gòn nhé. Và mình lưu ý là không thoa hỗn hợp này lên vùng mắt của mình. Các bạn nhẹ nhàng xoa hỗn hợp lên mặt theo chuyển động tròn trong khoảng 30 giây cho đến 1 phút. Sau đó mình sẽ rửa sạch mặt nạ bằng nước ấm và lau khô mặt bằng khăn sạch. Các bạn sử dụng mặt nạ này 2 tuần một lần nhé.